Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy việc Chúa lên trời nó không phải là một cái quang cảnh chia ly hay là một cái khung cảnh có vẻ buồn phiền. Các môn đệ không phải là cảm thấy thầy mình ra đi là để bỏ lại mình ở trong những hoàn cảnh gọi là cô đơn hay là lạc lõng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu về trời là ngày kết thúc thời gian ở trần gian này. Và khi Ngài về trời thì chúng ta sẽ có dịp nhìn lại cuộc đời của Ngài. Nhưng về trời là gì? Gagarin, một trong những phi hành gia đã ra khỏi khí quyển, bầu khí quyển trái đất vào năm 1961. Sau khi bay xung quanh trái đất, ông đã tuyên bố một câu gây chấn động. Đó là: tôi đã lên trời nhưng không thấy Thiên Chúa đâu cả. Ngày hôm nay khi suy nghĩ về những câu nói đó, chúng ta thấy đó là một câu nói ấu trĩ của trẻ con. Tưởng mình đã ra tới ngoài gọi là không gian vô tận, mới chỉ ra khỏi cái quỹ đạo trái đất thôi. Nó còn đang lơ lửng đâu đó. Và nếu nói đến cái trời của thiên văn thì chúng ta cũng thấy còn cả tỷ năm ánh sáng, ông có sống cả tỷ cuộc đời cũng chưa chắc đã gặp được tất cả cái gọi là cái trời như người ta nghĩ. Huống nữa là trời của Thiên Chúa không phải là cái trời theo kiểu người ta tưởng tượng nó ở trên bầu trời, mà trời của Thiên Chúa nghĩa là thế giới của Thiên Chúa. Thế giới ở đó không phải là thế giới trần gian này, không phải là thế giới bị lệ thuộc bởi tất cả những yếu tố của trần gian, mà thế giới đó tràn đầy vinh quang, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự tốt lành. Ở nơi Thiên Chúa có tất cả những gì tốt nhất. Vậy thì Đức Giêsu về trời là về với Thiên Chúa. Ngài kết thúc trần gian này với một khoảng thời gian khá ngắn, hơn 33 năm thôi. Nhưng chúng ta thấy Ngài đã làm gì? Ngài đến trần gian này để loan báo tin mừng. Nhân loại đang sống trong tình trạng khốn khổ, nhân loại sống trong sự thất vọng, thất bại. Thất vọng là bởi vì không nhìn thấy cái hy vọng, cái tương lai của mình. Mà ngay ngày hôm nay nếu người ta chỉ dừng lại ở trong những cái gọi là cái tin tưởng những chuyện ở trần gian thì chúng ta sẽ thất vọng, chán nản. Thấy tất cả những sự dữ xung quanh chúng ta, những điều xấu xung quanh chúng ta, mà xem chừng như những điều xấu lại đang mạnh mẽ lấn át những điều tốt. Và dường như sự thiện bao giờ cũng thua. Thì chúng ta thấy chán nản. Cuộc sống như thế có đáng sống không? Nếu không có cái niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì cho nên Chúa Giêsu đến trần gian này đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Niềm hy vọng là chúng ta đã được Chúa viếng thăm, đã được Chúa loan báo tin mừng cho chúng ta, để rồi chúng ta không còn sợ cái gì ở trần gian này nữa, để rồi chúng ta không có buồn phiền vì những cái ở trần gian này. Cái niềm hy vọng của chúng ta không phải ở những cái trần gian, mà chúng ta hy vọng ở nơi Chúa.
Và cái đó là cái làm cho chúng ta hy vọng thực sự. Và Chúa đã loan báo tin mừng. Và không những Ngài chỉ loan báo, mà Ngài còn cho thấy những dấu chứng, những dấu chỉ rằng nước trời đã có mặt. Và nước trời có mặt thì tất cả những điều xấu sẽ bị loại trừ. Và chúng ta cũng sẽ thấy bài phần cuối của tin mừng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu dường như thất bại. Nếu chỉ nhìn thấy cái chết của Ngài, tất cả những gì Ngài làm là những điều tốt, nhưng rồi chúng ta thấy cuộc tử nạn của Ngài làm cho chúng ta và rất nhiều môn đệ có một lúc nào đó hoang mang, bất an và thấy mình thua cuộc. Ngài đã chết, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian quá 24 tiếng thôi. Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại, và 40 ngày là thời gian mà Ngài ở trần gian này để rồi cho tất cả những ai tin vào Ngài nhận ra Ngài đang sống. Cái chết không làm gì được Ngài cả. Ngài đã sống và Ngài sống lại để cho các môn đệ thấy rằng từ nay trở đi Ngài không chỉ sống lại mà Ngài sự sống ở nơi Ngài, không còn chết nữa. Và tất cả những ai tin vào Ngài thì cũng được sống như Ngài. Và rồi Ngài trao cho chúng ta một cái sứ mạng. Sau khi suy nghĩ về cuộc đời của Ngài thì chúng ta thấy Ngài về trời để làm gì? Để chúng ta hành động. Bởi vì nếu Ngài còn ở đấy, đôi khi chúng ta cũng thấy con người hay bị lệ thuộc lắm. Bị lệ thuộc cái gì mình có, mình không cố gắng đâu. Nhưng khi chúng ta buộc phải đối diện với những cái khó khăn, lúc đó chúng ta mới có thể sống được cái khả năng hay là vượt ra khỏi tất cả những cái tầm thường. Chúng ta để ý trong gia đình có những người con lệ thuộc cha mẹ, đến lúc 50-60 tuổi vẫn còn chờ nơi cha mẹ lo cho mình từng tí một. Cho nên những người 40-50 tuổi vẫn là trẻ con, vì không ra khỏi được cái gọi là cái sự khống chế, hay là cha mẹ không muốn con mình trở thành người trưởng thành, mà chỉ muốn cha mẹ chỉ muốn nó là con, và suốt ngày nó chỉ ở trong nhà mình, nó lo cho mình mà thôi. Tôi đã thấy có nhiều người mẹ cũng vậy, nó cho con đi chỗ này chỗ kia, bảo không, ở nhà tôi ai lo. Và cuối cùng đứa con không đi lấy chồng được, mà cũng chẳng làm gì được hết, cứ sống phải chịu tất cả mọi sự gọi là áp đặt của cha mẹ. Những người đó không lớn được. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ trở thành những người chỉ chờ Chúa làm mọi sự còn mình không làm gì, mà Chúa muốn các ông phải đứng lên, phải lên đường. Và hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Và như vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ phải là những người tự mình mang lấy cái sứ mạng, và được Chúa trao sứ mạng thì cũng phải hành động, chứ không phải chờ đợi. Và chúng ta cũng thấy khi Chúa trao sứ mạng thì Chúa trao ban năng quyền. Những điều mà Chúa nói ở đây chúng ta tưởng chừng như đó chỉ là huyền thoại thôi. Chúa nói rằng những người có lòng tin thì có thể nhân danh Thầy trừ ma quỷ và nói được những tiếng lạ, cầm rắn trong tay, uống nhầm thuốc độc cũng không sao, và đặt tay trên những người bệnh thì họ sẽ được mạnh khỏe. Điều này không phải là những chuyện xa xôi, những chuyện gọi là thời xưa. Ngay hôm nay chúng ta thấy chúng ta, những người tin vẫn có thể thực hiện những điều ấy, trừ quỷ. Điều đó là có thật. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người chạy theo ma quỷ, cho nên bị ma quỷ nó khống chế, bị ma quỷ khuấy phá, bị ma quỷ dẫn dắt. Và chúng ta làm gì? Rất nhiều người cũng chạy đến nhờ cha trừ quỷ. Xin cha trừ cho con cái quỷ này, nhà con, thằng con của con nó hư lắm, cha trừ quỷ cho nó. Nó hư là bởi vì mình không dạy nó, chứ không phải quỷ. Nhưng có những người bị ma quỷ khuấy phá thật. Và Chúa vẫn cho chúng ta cái khả năng để xua trừ nó. Nhân danh Chúa chúng ta sẽ xua trừ được ma quỷ. Một lần kia người ta đưa đến cho tôi khi tôi còn ở Mai Thôn, một người bị quỷ nhập. Khi đưa đến nơi thì người này mặt lờ đờ. Xong rồi khi đến, vừa đến gặp tôi thì quay đi. Rồi nó giả vờ mệt mỏi, và người ta đưa vào phòng khách, nằm ở trong cái ghế salon cho nằm. Thì nó quay mặt vào trong cái lưng.
lưng ghế, không nhìn. Tôi biết rồi, tôi lấy sách phúc âm ra và tôi cầu nguyện. Cầu nguyện một lúc thì thấy nó đưa hai tay bịt tai lại. Tôi biết. Và lúc đó thì tôi đang đọc cái lời kêu cầu danh Chúa. Lạy trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Và tôi đọc liên tục như vậy thì nó bắt đầu tiên là bịt tai. Sau đó nó hét lên, đừng đọc nữa. Tôi biết là nó đang bị đau rồi. Nó đang bị gọi là bị Chúa gọi là làm cho nó khốn khổ rồi. Cho nên tôi đọc tiếp, đọc trong khoảng nửa giờ thì ánh quay ra, nó quay ra và nó đẩy tôi. Lúc đó tôi để sát miệng vào tai, nó đẩy tôi ra, đẩy mạnh. Tôi vẫn tiếp tục đọc, và đọc một lúc nữa thì nó rung mình xong rồi, nó xuất ra. Thì người ấy nhìn tới xung quanh hỏi con ở đâu đây, ở đâu đây? Con đang ở trong nhà dòng. Tôi đưa nó vào trong nhà nguyện, rồi vào đây cầu nguyện. Cầu nguyện xong tôi nói với một cha, bảo cha tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tôi đi uống nước, vì cầu nguyện nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi. Tôi đi uống nước, trong khi đi uống nước thì nó nhập lại. Tôi lại tiếp tục đọc, và một lúc sau thì nó ra. Và tôi nói rằng tao biết mày là ai, và tao biết mày sợ cái gì rồi. Mày sợ Chúa Giêsu, cho nên tôi chỉ cho người nhà cứ tiếp tục, hãy mà nó xuất hiện cứ đọc câu này cho tôi, đọc liên tục cho tôi, cho đến khi nào nó chịu không nổi thì nó phải ra. Và người nhà cũng đã làm, sau đó người đó đã khỏi. Cái điều mà tôi muốn nói với anh chị em là chúng ta nhân danh Chúa, ma quỷ sẽ phải sợ. Nhân danh Đức Giêsu, không có quỷ nào chịu nổi đâu. Nhưng mà không phải nhân danh là kêu một cái công thức đâu, thưa anh chị em. Nhân danh đây là chúng ta phải tin vào Chúa. Còn một người không tin vào Chúa, kêu cầu nó không ăn thua gì. Đọc cái công thức đó không ăn thua gì. Cho nên chúng ta cứ tưởng những người ngoại chỉ cho họ đọc công thức là họ làm được. Hay là nhiều người tưởng mình cứ đọc công thức là quỷ nó sợ, nó không sợ đâu. Nhưng chúng ta không tin. Không tin vào Chúa Giêsu, không tin vào quyền năng của Ngài, không tin vào cái ân sủng của Ngài đang thực hiện ở giữa chúng ta. Điều đó cho thấy rằng Chúa vẫn hành động. Chúa nói rằng Chúa đi theo chúng ta hành động khi chúng ta nhân danh Ngài, loan báo tin mừng. Vì vậy cho nên thưa anh chị em, chúng ta hay thích đi xin ơn này ơn kia mà không đón nghe tin mừng, không nghe loan báo tin mừng. Ở đây chúng ta thấy lời Chúa Giêsu nói rõ, Chúa Giêsu còn các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Có nghĩa là những điều đó phải đi kèm theo việc rao giảng, chứ không phải là tách biệt khỏi chuyện rao giảng. Cho nên có những người cứ xin trừ quỷ, xin xua trừ cái này cái kia, không có rao giảng tin mừng, không đón nhận tin mừng thì xua trừ ma quỷ làm gì. Cho nên có người hôm vừa rồi có một bà chạy vào đồ tôi, cha ơi mời cha tới nhà đuổi dùm quỷ cho một người. Tôi hỏi người đó là ai, bảo thưa đó người đó là người không công đáo, không có đạo. Cha đuổi quỷ dùm, tôi bảo đuổi làm gì, đuổi nó vô lại như không. Bởi vì họ không có đạo, họ không tin Chúa thì đuổi làm gì. Đuổi rồi nó cũng vẫn trở lại như thường, bởi vì họ không có lòng tin. Vì vậy cho nên ở đây anh chị em thấy việc loan báo tin mừng là điều chính. Khi chúng ta đón nhận tin mừng thì ma quỷ nó mới bị xua đuổi. Còn ta không đón nhận tin mừng, không đuổi được cái gì cả. Đấy là điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta xác tín ngày hôm nay. Nhân danh Chúa, ma quỷ vẫn sợ hãi và chữa lành bệnh tật. Ở đây khi loan báo tin mừng, khi chúng ta đón nhận tin mừng thì Chúa cũng chữa lành cho chúng ta. Cho nên đừng làm cái công việc là tách việc chữa lành ra khỏi việc loan báo tin mừng. Không nghe tin mừng, không nghe loan báo tin mừng mà cứ đòi chữa lành. Thấy chỗ này hay bảo chỗ này linh lắm cha ơi, chỗ này có Đức Mẹ hiện ra tới xin chữa lành, mà không đón nhận tin mừng. Thế ích gì thưa anh chị em? Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải đón nhận tin mừng. Và chúng ta phải là người loan báo tin mừng và có những dấu chỉ kèm theo. Nếu chúng ta tin vào Chúa và chúng ta loan báo tin mừng thì Chúa sẽ hành động. Khi anh em chúng tôi ở trên Tây Nguyên lần đầu tiên đến vùng dân tộc chưa có ai có đạo cả, và khi vừa đến đó thì mới ở được 2 ngày thì có một người trong làng, gọi là một người già làng đến xin chữa bệnh cho con.
Lúc đó các thầy sợ lắm, bởi vì không biết mình có chữa được cái gì đâu, mình biết gì mà chữa. Nhưng rồi cũng cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì đứa bé được lành, và lúc đó người ta bắt đầu theo đạo. Khi hành động để loan báo tin mừng thì Chúa ban khả năng. Cho nên có những người đến xin cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện và họ được chữa lành, không phải là vì đây có những người tài năng, có những người được cái khả năng đặc biệt. Vấn đề quan trọng là tin mừng có được loan báo không. Những người lãnh nhận ơn huệ họ có tin Chúa không? Đấy là vấn đề được đặt ra. Vì thế cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nói việc Chúa về trời, Chúa không lìa bỏ các môn đệ đâu. Ngài vẫn tiếp tục ở lại, Ngài vẫn ở và ở đây với chúng ta ngay trong cộng đoàn này. Nếu chúng ta đón nhận tin mừng thì thưa anh chị em, chúng ta có quyền năng của Chúa, chúng ta có ân sủng của Chúa, chúng ta có sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể thực hiện được những điều mà Chúa nói ngày hôm nay. Đó là làm được những điều kỳ diệu, có thể xua trừ ma quỷ, có thể chữa lành, có thể an toàn trước những nguy hiểm, và có thể nói được những điều mà người khác đón nhận được. Cho nên đôi khi rao giảng không phải là những người có khả năng thuyết giảng hùng hồn, nhưng xác tín rằng những điều mình loan báo ngày hôm nay là điều Chúa muốn nói với cộng đoàn. Cho nên nếu chúng ta nghe được tiếng Chúa, nếu chúng ta lãnh nhận được sức mạnh của Chúa, nếu chúng ta lãnh nhận được ơn sủng của Chúa, thì thưa anh chị em, chúng ta cũng hành động. Hành động để cho thế gian biết rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang hiện diện. Không phải với tất cả nền văn minh người ta có thể làm được hết. Không, Thiên Chúa vẫn còn đó và Ngài vẫn hành động. Cho nên tôi thấy ngày hôm nay người Việt Nam chúng ta bị rất nhiều những ảnh hưởng của ngoại giáo và bị ma quỷ khống chế rất nhiều. Tin vào những chuyện tà vậy, tin vào những chuyện nhảm nhí, tin vào những chuyện dị đoan là mở cửa cho thế giới của ma quỷ tràn vào. Rất nhiều người Công giáo nuôi quỷ trong lòng mình, nuôi quỷ trong nhà mình. Bởi vì sao? Đưa tất cả những cái chuyện tà hay là bùa phép vào trong nhà mà không nghĩ rằng mình mang quỷ vào nhà, nó ở trong nhà luôn và nó hành động, nó phá quấy trong gia đình. Rồi cuối cùng trong gia đình bị biết bao nhiêu những điều tai họa, không làm sao mà gỡ được, không làm sao cứu được. Chạy đi với thầy này thầy kia, tôi nói không có thầy nào cứu được đâu. Và càng đi thì càng thêm cái sự giữ vào trong nhà. Tôi đã gặp rất nhiều gia đình gặp phải những chuyện như vậy. Vậy cho nên tôi nói với anh chị em, hôm nay lời Chúa nói với chúng ta cái quyền năng của Thiên Chúa, cái quyền năng của tin mừng, không phải quyền năng của tất cả những người có phép thuật, mà quyền năng của tin mừng. Lời của Chúa đi đến đâu thì ánh sáng của Chúa đi đến đó, và sức mạnh của Chúa đi đến đó, và ân sủng của Chúa đi đến đó. Nếu chúng ta để cho tin mừng của Chúa đi vào trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ loại trừ được tất cả những điều xấu. Bằng không thì thưa anh chị em, chúng ta cứ để cho tất cả những cái khác nó ập vào và nó hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta. Hôm nay chúng ta biết Chúa về trời không phải để xa chúng ta, mà để ở với tất cả chúng ta khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, lúc nào Ngài cũng hiện diện. Và Ngài đang hỗ trợ chúng ta, Ngài đang cùng đi với chúng ta, và Ngài đang cùng loan báo tin mừng với chúng ta. Ngày nào mà anh chị em mang lấy tin mừng của Chúa đến cho những người xung quanh, thì thưa anh chị em, quyền năng của Chúa cũng đi với anh chị em. Tin vào điều đó, chúng ta hãy để cho lời mời gọi của Chúa và lời sai khiến, truyền khiến của Chúa giúp chúng ta mạnh mẽ lên đường, đến với những anh chị em còn chưa biết Chúa, đến những con người còn chưa đón nhận tin mừng. Hãy nói về tin mừng cho họ, hãy loan báo tin mừng của Chúa cho họ, để họ được sự bình an, để họ được sự hy vọng giữa cuộc đời tăm tối. Không chỗ nào là không có hy vọng của Chúa. Và giữa tất cả những cái đau khổ của trần gian này, ánh sáng của Chúa, quyền năng của Chúa và ân sủng của Chúa sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta được đổi mới. Xin Chúa đấng đã về trời luôn ở với anh chị em và luôn nâng đỡ anh chị em trong mọi bước đường của cuộc sống, để lòng anh chị em gắn bó với Chúa và việc làm của anh chị em là theo điều Chúa dạy, để rồi chúng ta trở thành những người đi loan báo tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Amen.